Chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh. Tiếng Anh bài 46 phần phần 3. Học từ vựng tiếng Anh bài 46 phần 3. Từ instructor là người hướng dẫn. Instructor instructor là người hướng dẫn. Người hướng dẫn. Instructor, người hướng dẫn. Số 2 Số 2 là Session. Session là buổi họp. Session là buổi họp. Session buổi họp. Số 3 Số 3 là Plan là kế hoạch. Plan là kế hoạch. Plan là kế hoạch. Số 4 là achieve là đạt được. Achieve là đạt được. Achieve là đạt được. Số 5 là thơm là kỳ học. Thơm là kỳ học. Số 6 là blessing test. Và thích tình là presentation là bài thuyết trình. Presentation là bài thuyết trình. Presentation Presentation bài thuyết trình. Presentation là bài thuyết trình. Instructor là người hướng dẫn. Session là buổi họp. Plan là kế hoạch. Check đạt được. Term là kỳ học. Presentation là bài thuyết trình. Instructor là người hướng dẫn. Session là buổi họp. Plan là kế hoạch. Chắc là đạt được. Thơm là kỳ học. Presentation là bài thuyết trình. Presentation là bài thuyết trình. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh bài 46 phần 3 ở đây.